Này trời này nó mới mưa xong các bạn ơi. Sình không? Giờ mình đi ra sau ao này mình đi giăng lưới, mình giăng lưới cá trắng các bạn. Về chiều kho ăn cơm. Cá chạy rồi. Đó cá trắng nổi quá trời rồi. Thì lưới cá trắng này lưới nó nhỏ chứ nó không có lớn. Cái lỗ lưới nó tầm khoảng một nửa cm à. Mà đây cái lưới các bạn. Lưới này nó không phải như lưới giăng cá rô, cá phi lỗ to này lỗ nhỏ lắm. Nhuyễn à. Đây mình lỗ xuống mình giăng mình lùa nó là nó đâm vô là dính. Căng ngày mưa anh ba, trời đó quá trời luôn. Sâu ghê ha. Mấy thước, mấy thước? Mười mấy chục thước. Quê mình thì cá bao la, nói chung cá gì cũng có. Cá trắng này mình về mình khô tiêu ăn ngon lắm. Cắt bụng nó mình khô tiêu quá, mình ăn cơm rất là ngon. Rồi cá chạy kìa. Cái ruộng cá nhiều đó các bạn ơi. Ở trên ruộng lên cái trắng nhiều quá trời luôn nè. Mình đem lên ruộng mình giăng cũng được nữa. Lùa, dạ lùa nó thôi. Lùa ruộng á, cá nó tạt vô dính. Mấy cái ao mới á, là cái trắng nó vô nhiều lắm ha. Chạy vô nó chạy xuống rồi. Sao không giăng cho nổi lên giăng chìm chứ gì? Dính không? Dính chưa? Dính rồi các bạn ơi. Quá trời luôn nè. Vì mới thả xuống nữa dính đầy nhóc rồi. Rùa một cái nữa, minh mông luôn. Hơi bị chìm quá. Hơi bị chìm rồi. Chìm quá. Luau cũng có nữa. Đó giờ mình ra ngoài xa ngoài đó mình lùa các bạn ơi. Cái trắng mình làm, cái trắng mà mình làm động nước á, là nó sẽ chạy thôi, nó chạy thì nó đâm vô lưới à. Đây một lát các bạn sẽ coi nè, lát mình dở lên cho các bạn coi, trắng lưới luôn á.
trên luôn. Ờ à, lâu trên luôn. Ờ à, cá chê kìa. Quá trời luôn tôi. Đây các bạn coi nè. Đầy luôn. Trắng lưới rồi. Đó các bạn nhìn kìa, xa xa ngoài kia nữa kìa. Xa ngoài kia nó đã dính đầy luôn nè. Lẹ ghê không? Anh Ba đang lùa thêm dạo nữa. Mình dở lên, mình đi lên bờ mình vũ. Mình vũ xuống xong mình giăng lại nữa. Rồi lên luôn mày. Đầy lưới rồi đó. Dở gì dở gì, dở cao luôn coi, dở cao luôn coi. Đó, nhưng mà dở gì đi. Hút cao luôn hả? Giờ thâu lên mình vũ một mẻ trước. Xong mình xuống trở lại mình nhăn nữa. Nãy có hai con còn hai con máu vàng kìa. Nó lộ ruộng lắm mà nè. Rồi lên vũ. Căng ở cái dừa kìa. Được không? Chủ đó đi nè. Hai lên gọi trên. Hai lên gọi trên rộng rộng cho anh kìa. Căng ra được, căng cho nó dài đó, căng ở cái cây nào cũng được. Căng đâu ta? Lụm bên gì vậy? Cây trắng. Trắng hả? Thôi, nắm đi bên. Nắm đi bên, nắm đầu đi. Thả ra. Thả ra cái lắc cái đi, đi lắc chuyện nãy cái tới đâu. Tay tới đầu một phần tới đó, phần vô rồi nè, phải không? Ôi, cái trắng kìa. Ta để ta vũ cái phần vô, phần sách lại á. Hả? Nè, phần vô đó, phần vô thọc vô tay á. Ừ, nắm lại vô đó. Đó. Khó chơi nữa. Vậy thôi. Vũ mạnh lên, cô ba vũ mạnh lên nè. Ba vũ đứt động kháo rồi. Này, cô bảo bây giờ văng được gần chục ký cái trắng chưa? Ba con nào vô, ba con nào vô vô kia văng đóng cái trắng luôn. Nhiều quan gì hết. Bởi vậy cho cả làng cả xóm nữa. Giá đâu, cái trắng này hả, cái trắng này trăm mấy ký á. Gì? Chứ nhiều. Mấy tấm chục mà, cái lồng tông nhớ.
đó mà bán cái tiền không thôi cô ơi. Các bạn xem mấy con cá trắng nè. Cá này là nó lên tới mặt nước là khoảng chừng 1 phút là nó chết rồi các bạn. Nè, nó nè, chết nè. Bởi vậy phải có đá. Có đá. Có đá ướp nữa. Mấy con này dễ vũ không? Vũ ra khỏi con gớm. Lụm đi coi. Ngon lụm nè. Bỏ vô luôn. Sợ đã luôn. Ngang qua, cha qua bắt được một con bự. Ý giang. Giang rồi luôn. Giang quá trời. Cua ra ngoài. Cua đâu? Hang cua vào mình cho báo nè. Ước có ba ngắn mà vậy? Chừng chục mét hả? Nó cái chắc dài kìa. Dạ, văng vũ ba trận luôn. Rồi lượm đi, rồi lăn văng tiếp mẹ nữa. Văng tiếp tới đi, có nhiều thì nhậu. Lượm đi bơi, lượm đi đây lượm đi. Đi đi văng tiếp. Rồi, ngổ sâu ra mắt kìa, cá trắng. Con đem luôn đi. Này giống như có phi con luôn. Cái len phải không? Bờ hổm còn cái len nhỏ nó tụt dưới luôn rồi. Mất hả liền? Ổ chim mất rồi hả? Dở lắm luôn, ba có không ba? Bên này chắc không có nhiều đâu. Cô Bảo qua ruộng nè, cô Bảo. Im lềm hả? Cũng có mà ít. Cây này không biết. Biết sao không? Cái ao này mà hổm nó kín quá. Ngoài đó phải là một cái lỗ thông, thông nông rộng này. Cái phi con kìa. Chú Tiến cô Bảo làm. Chú Yến làm, Bảo không có làm. Bảo quay. Nhìn nào cô Bảo đi bắn hết. Mai. Mai. Hả tối thì bắn đi. Tối bắn cái gì? Tối có thấy đâu bắn. Trời. Cho đèn. Nhớ hồi cái ao ở vô bơm để mới gì để xuống hơi cá cha quậy banh lưới luôn. Cái thêm nó còn tôm.
nhớ cái ao của bà nội. Ao của bà nội toàn con cá lóc bự không? Toàn gì có ba con rồi tới đó bà toàn gì toàn là tất cả luôn. Toàn ra ngồi như thấy con cá nữ lưu lưu á. Rồi bà đang đi nghe nó cá lóc kia ấy gì? Lóc gì bơm ao mới thấy con lướt dễ gì con thấy được nó trong bụi mà. Ao bà nội con cá trắng rồi kìa. Chỉ nhanh phải thôi. Ủa bên đây cá trắng bự ghê á. Cái cá trắng bự lắm á. Cái cá trắng đâu vô ta? À, đâu có gì ta. Đúng rồi, thiệt hổm như hổm nhớ là đâu có làm cái ao thông ở đâu đâu. Ừ. Đâu ra hả? Ủa lúa đâu ra hay gì? Mới văng mà mở ra thì có. Cá trắng ngoài đâu đâu có văng lâu được, lâu nó chết sao? Văng là bà ở lên liền. Có cái văng. Ủa nào cái ao đâu có thông ra hay vậy ta? Không đi. Nó cũng có trống đó, cũng có trắng đó, nó đâu có lóc lên được. Xuôi đi không có về. Nó phi bự ngoài. Nó quẩn nó cái. Chê. Phi. Bên này không có cái mẹ bên này không có nhiều. Ít chứ nhiều. Hồi nào luôn con giang một thao cái chán rồi thì làm cho người ta bớt nha. Cầm bớt. Biên cầm đi Biên. Quang cầm đi. Biên cầm ai? Quang vô, Quang vô. Thôi cầm đi Biên, nó biết làm đi. Cầm đi, nó biết làm đâu. Vô đi, nó không biết làm rối á. Cái trắng này mà mình cháy với tỏi á, mình cuốn trắng ăn cũng ngon lắm. Ừ. Hai lát làm một bánh trắng luôn đi cô ơi. Cái nước mắm á. Trời đủ sống nhiều lắm. Để ăn vô đậu cổ con kia. Một lát làm ơi. Một lát làm. Lát khô ăn cơm à. Nè khô ăn cơm nè. Quá. Ơ bên đây như cái trắng là bự hơn bên kia nhiều quá. Ừ. Con nào nó có trứng không cô này? Con có trứng luôn á. Thấy con này bự à. Con nó không có trứng. Có trứng mà cái bụng. Cái bộ vải của nó ông ánh đẹp quá à. Trắng bạc á. Cái này bảy màu, cái bảy màu. Cái này mình nuôi đâu được đâu. Cá này đâu có ai nuôi đâu. Rồi đi tiếp bà ơi. Đợt này được chứ bà. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi văng mẹ lưới thứ ba nha. Thì đến đây video mình cũng xin kết thúc luôn. Rồi chào các bạn nha.